Đức Giáo Hoàng ủng hộ tuyên chân phước cho nhà bác học Pascal. Giáo hội Mông Cổ mừng 25 năm sinh nhật. Những người trẻ phát 2.000 bữa ăn cho người vô gia cư mỗi đêm ở Uruguay. Đức Giáo Hoàng ủng hộ tuyên chân phước cho nhà bác học Pascal. Đức Giáo Hoàng Francisco bày tỏ sự ủng hộ của Ngài cho việc tuyên chân phước cho nhà bác học người Pháp Blaise Pascal. Ngài đã nói điều này trong cuộc phỏng vấn với nhà báo lớn của Ý, Eugenio Scalfari, người sáng lập nhật báo La Repubblica. Blaise Pascal là một nhà toán học và triết học nổi tiếng ở thế kỷ 17. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói với nhà báo Scalfari, tôi cũng nghĩ rằng ông ấy, tức Pascal, xứng đáng được tuyên chân phước. Trước đó, nhà báo đã kể với Đức Francisco rằng, trong những ngày cuối đời, Pascal ước ao được chết trong nhà thương giữa những người nghèo. Đức Giáo Hoàng cũng nói, tôi có ý định sẽ đề nghị việc lập thủ tục cần thiết và xin ý kiến từ những cơ quan của Vatican chịu trách nhiệm về việc này, và tôi bày tỏ niềm tin tích cực của mình về trường hợp này. Có thể Bộ Tuyên Thánh của Vatican sẽ sớm lập hồ sơ về việc tuyên chân phước cho Pascal. Pascal sinh ngày 19 tháng 6 năm 1623 và mất ngày 19 tháng 8 năm 1662 khi chỉ gần 39 tuổi tròn. Năm 19 tuổi, ông bắt đầu sáng chế máy tính cơ học đầu tiên trên thế giới. Vào cuối năm 1654, ông trải qua một kinh nghiệm về tôn giáo, rồi từ đó bỏ nghiên cứu khoa học để dành quãng đời ngắn ngủi còn lại để nghiên cứu triết học và thần học. Những câu nói của Pascal được trích dẫn trong nhiều thông điệp hoặc văn kiện của Giáo Hoàng, từ Đức Phaolô thứ 6 cho đến Đức Benedicto 16. Giáo hội Mông Cổ mừng 25 năm sinh nhật. Giáo hội Mông Cổ đã mừng 25 năm ngày sinh của mình hôm Chủ nhật vừa qua. Năm 1992, ba nhà truyền giáo thuộc dòng Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ, CICM, đã đến vùng đất của bầu trời xanh này để tái lập giáo hội. Theo tương truyền, thì giáo hội đã hiện diện ở nơi đây từ thế kỷ thứ 6, nhưng đã bị suy tàn bởi hàng thế kỷ và dưới 70 năm thống trị của Liên Xô. Ba tu sĩ dòng đã bắt đầu sứ vụ khởi đi từ một nhà trọ. Vị giám mục sau này là Đức cha Wenceslao Badila cũng nằm trong số đó. Kể từ đó, đã có hơn 1.500 người cải đạo sang Công giáo trong 6 giáo xứ mới. Cộng đồng Công giáo tại đây cũng thiết lập các cơ sở y tế, giáo dục vốn được đánh giá cao trong nước. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2016, thì giáo hội Mông Cổ có được linh mục bản địa đầu tiên, đó là cha Joseph N. Bata. Hiện tại, một sinh viên Mông Cổ cũng đang theo học tại chủng viện và các lễ rửa tội tiếp nhận các tín hữu mới vẫn diễn ra tại đất nước chủ yếu theo Phật giáo này. Cha Giorgio Marengo, nhà truyền giáo dòng Consolata, đã sống ở đây từ năm 2003 nói, ở Mông Cổ, nơi mà phần lớn người dân theo Phật giáo và đạo Shamanic, cách duy nhất để rao giảng tin mừng là chiếm được lòng tin của người dân bằng cách thì thầm về Kitô giáo. Cha Lusuka Mende, chánh xứ nhà thờ chánh tòa Ferro và Paulo ở thủ đô Ulaanbaatar cho biết, giáo hội có nhiều trường mầm non ở đây. Cùng với Caritas Mông Cổ, chúng tôi đang chạy các dự án về nông nghiệp trên sa mạc Gobi. Chúng tôi cũng giúp những người Mông Cổ trở về từ nước ngoài có thể tái hòa nhập với xã hội. Chính quyền cũng gây ra một số trở ngại cho sự phát triển của giáo hội còn non trẻ. Có một thực tế là chỉ có người Mông Cổ mới có quyền sở hữu tài sản, trong khi giáo hội có đa số là các nhà truyền giáo nước ngoài. Ngoài ra, các cơ sở nước ngoài phải có nghĩa vụ thuê từ 75 đến 95% nhân viên là người Mông Cổ. Tuy nhiên, cha Marengo nói rằng, đức tin của người Mông Cổ thì đầy dũng khí, như những đám cỏ mọc từ đá cứng trên sa mạc Gobi. Những người trẻ phát 2.000 bữa ăn cho người vô gia cư mỗi đêm ở Uruguay. Đối với nhiều người, việc cùng chia sẻ một bữa cơm nóng là cách để bạn bè, gia đình đến với và dành thời gian cho nhau. Nhưng với những người vô gia cư ở thành phố Montevideo, Uruguay, thật hiếm khi họ được trải nghiệm điều đó. Tuy thế, có khoảng 500 người trẻ trong thành phố đang nỗ lực để thay đổi việc này. Mỗi tối, đặc biệt trong mùa đông, khoảng 16 nhóm đến từ các trường đại học, các giáo xứ và phong trào trong tổng giáo phận của Montevideo
đã đi đến và phân phát hơn 1.900 bữa ăn cho những người vô gia cư trong thành phố. Các tình nguyện viên quy tụ vào buổi chiều để nấu ăn, họ sử dụng nguồn đóng góp từ các giáo dân, doanh nghiệp và chính thành viên trong nhóm. Khi đêm xuống cùng cái rét, họ ra đi để tìm những người khó khăn nhất. Một trong những nhóm kể trên là phong trào Luceros, gồm hơn 100 tình nguyện viên quy tụ mỗi thứ hai và thứ tư tại giáo xứ Đức Mẹ Carmen và xứ Thánh Teresa để chuẩn bị hơn 100 suất ăn. Felipe Silva nói với đài ICM, ở Montevideo, khi bạn ra khỏi nhà thì sẽ dễ dàng bắt gặp có ai đó đang ngủ hoặc sống trên đường phố. Điều đó thật đau lòng. Việc cho họ ăn no cũng quan trọng, nhưng nhờ mang đến thực phẩm, chúng tôi muốn sưởi ấm con tim của những người vô gia cư ấy, vốn là điều quan trọng hơn. Một nhóm khác là nhóm Mẹ Teresa, đến từ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình. Nhóm hoạt động vào mỗi thứ tư và thứ bảy, bất kể trời giá lạnh hay mưa. Augustin Chudan nói với đài ICM rằng, tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị thức ăn, một số gọt vỏ và thái rau, trong khi những người khác thì khuấy nồi hầm. Chúng tôi cố gắng ở lại với người vô gia cư khi họ muốn. Có khi họ nói chuyện tới một tiếng, có lúc thì họ nhận thức ăn rồi ra đi.